Xin chào ông bà cô chú đi, nó đang ở nhà bà Út nè ông bà cô chú ơi. Nhìn vô đây nè. Con nằm đây, con là cô bé Hưng đây bên đó. Ô cá trai, không có về thương không? Ông bà cô chú ơi, bữa nay con ở bên nhà bà Út, con đang chuẩn bị đi chợ với bà Út nè ông bà cô chú ơi. Xin mời ông bà cô chú cùng đi chợ với bà Út, với mẹ con, với con nha. Bà Út chuẩn bị sẵn nè, dì hai chuẩn bị quét nhà. Rồi đi thôi. Xe bốc hết bình đề rồi. Thì hôm hai mẹ con ngủ đây. Ngủ nhà bà Út. Để ngồi xuống dưới vô tiệm thuốc. Trời ơi bé Na nè ông bà cô chú ơi, nó về đây nó bị nè. Nó bị gì không biết, bị dị ứng gì á. Rồi tắt điện thoại. Bổ bả. Con chú ơi. Ôi con cá nó bự. Một món hai chục. Để đi đại đi. Tới chợ gần bà cô chú ơi, quá trời người ta bán đồ rau. Ôi có măng, lúc này có măng nữa kìa hóc ha. Mùa măng giờ ở đây mùa măng hả? Chôm. Trái cây nhìn thấy mê quá. Chuối sáp nè. Ôi khổ sợ số đi con. Đây con mua. Trời ơi tôi bán cái số vậy mà tôi lấy con mã bán lại chứ theo. Mua giấy số Việt Nam. Đi không được, bán mấy chục tờ đủ mua đồ ăn rồi cô nha. Mở lấy hai tờ nha. Hả? Mở một thứ hai tờ hả? Ừ, thứ hai tờ. Để đi giúp mã đi. Có 16, 61 gì có tờ kìa. Còn tờ 61. Ừ. Nhiều nè, lấy mã đi. 10 mấy tờ 6, 7 tờ 70 ngàn phải không? 7 tờ 70 ngàn hả? Thôi giấy bà tôi tục nắp lên tới lại cho bà nha, cho bà nghĩ bán số đi. Ok. Chiều nay chị đóng đất lên cho bà chừng 5 triệu đi cho bà nhà ăn đi. Không có tiền lẻ rồi sao giờ về được. Kêu đi. Mua giấy số bà cụ không, nó tốn lại đi về Hàn Quốc luôn, nó ở Hàn Quốc. Chị ơi, đi Hàn Quốc nha, để cho bà mẹ đi nha. Nhà bà ở đâu rồi, cho điện thoại đi. Ngồi ở đây bán suốt hay là sao, có đi đâu thì đây ngày nào cũng bán đây cho cô. Rồi cảm ơn cô nha. Dạ chúc bà sức khỏe. Rồi cảm ơn. Còn chúc cô tốn nha. Cho bả là được rồi. Đừng cho tôi. Cho mình bả là đừng cho tôi. Đi coi. Nó lo nó đứng nó ngứa. Cô đi mua khô về anh. Cô. Hả?
quay khô đi. Nè, cũng là ốc bỏ bẩm nè. Giờ heo nhìn ngon quá ha. Giờ là nói chung là không có thời gian, không có ấy đâu ăn. Thôi ăn cái bữa nay cái món rau tập tàn đi. Nấu với lại mình mua, mình nhà mình nấu. Nó nấu gì ta? Nấu với té hến đi ha. Hến ngon ha. Hến ngon. Con thích ăn gì hến đi. Hến ba kia mua nó vừa dớt luôn. Mình mua nước hến nè. Nó cho mua hến cái đấy cho nữa. Gái ơi, rồi dính ngon quá. Đồ ngon nè. Ôi bê. Đi đi con. Quá trời luôn không bà cô chú ơi, quá trời, đi chợ vui. Ăn chim luôn. Mặt bị ấy hả? Không thôi còn đẹp nữa hả? Chuối này là cái chuối táo quạ không chị muốn ăn bưởi mà còn chưa ăn được hết kìa em à. Thẩm nữa không? Ẩm nữa hả? Sình quá, tội nghiệp đó. Trời ơi, bà Út thương quá trời thương ẩm nữa. Ông bà cô chú ơi, đi tại khúc nào mà có nước nước cái là bố ẩm à. Mẹ thì mắc quay phim. Thôi đừng mua, cái bánh còn một bịch, cái bánh mua miếng cho ngon lắm nè. Nó không ăn. Đây bỏ khoan bún riêu đây ông bà cô chú ơi. Xin kính mời bà cô chú cùng ăn với bà Út nha. Nhìn ngon quá ha, nhìn hấp dẫn ha. Con ăn hủ tiếu với mẹ nha. Sao con kêu cho nó luôn nè. Ăn uống không nhiêu kêu gà bỏ. Kêu con nhỏ xíu à. Con ăn cái gì? Con ăn hủ tiếu hay ăn gì? Rồi hủ tiếu chị. Rồi. Đây hủ tiếu. Cái này là hủ tiếu Nam Giang đúng không? Hủ tiếu. Hủ cái tiếu. Hủ tiếu Nam Giang gì đó. Hủ tiếu này hủ tiếu Nam Giang đó. Kiểu vậy nhưng mà kiểu như là mỗi nơi thì mỗi khác á. Nó sẽ thì nó có là Nam Giang này. Vô nữa. À. Tinh cốt. Này cũng bắt sốt. Hana nó ngứa ngáy nè, ông bà cô chú nó bị nổi nè. Mới mua thuốc sức vô. Không cho quay hả? Cái gì? Ngồi với bố hả? Sao con?
con nói đi chứ không nói làm sao biết được. Chỗ này bán bánh nè, ông bà cô chú ơi, bán bánh ăn giặt nè. Cháu em hả? Không, cháu, con của bà chị thứ ba. Vừa hết luôn á. Nè, về ba bánh cục đi, cái món này. Cái này bảo ảnh lên đây ăn gì nha. Xôi giò. Xôi giò, đúng rồi. Rồi xôi đúng đầu này, muốn ăn đúng đầu mình xôi tiếp. Có cái ăn đẹp. Mình không cần đi đâu chứ không? À, cảm ơn. Ăn bánh bò. Ừ, mua cho em ăn đi. Ở này nữa không? Không biết ăn này không? Thôi lấy có nhỏ không? Lấy bịch nhỏ đi, này bự quá. Để chị về lấy cho chị. Dạ, lấy nhỏ thôi, ít thôi. Ăn không hết bỏ phí. Ngon lắm bánh bò. Dạ. Con ăn nào nữa không? Này đúng không? Hả? Đừng ăn của người ta. Bóp cái vịt đi. Nước cốt. Anh bò nước cốt. Cái cho nó bịch nước cốt được không? Cho bốn. Rồi cục xôi giò nó đi, xôi giò với nang cũng được, ngon nè. Mày có ăn thử cái bánh không? Nè, ông thích cái bánh nước giùm con á. Ăn không? Bà cho đi, bà cho con ăn đi. Nè, con cảm ơn bà đi. Không ăn hả? Mắc cỡ về nhà. Đó. Cái này mới có 10 ngàn. Ngày bánh bò nó tốt chơi, cục xôi. Ăn lá mê không? Bịch lá mê 5 ngàn đấy đi cưng. Vậy thôi đi, thôi đi nhiêu đó thôi. Này mới có 15 ngàn à. 15. Ăn miếng bánh như lợn đi. Rồi, là 20. Rồi. Méo giờ. Rồi, đúng rồi. Chị ta. Thái chị cái đầu chị ăn. Chị ăn. Rồi. Đi luôn cô ơi. Dạ. Mua cái gì nữa? Con bò ba con bò nè thôi nè có mất quay phim cái lợi thế nhiều dữ vậy ta. Ủa sao biết mà nước ngoài mà cô sao biết? Đi. Chợ sống sải là tạo tạo hầm long mới đúng. Chợ sống sải là tạo không được gì hơn đó. Không có để chợ miên. Cả tao nói là anh nó để trong đó. Thì tao nói cái này nó để tầm 7. Cái này nhiêu cây cô? Chị lấy cây này cho coi về nó có ăn không? Ngon lắm, 2 cây đi. Hơn cây thôi, nó không ăn uống gì tại học. Thôi trả luôn đi bốn. Cho cục vàng hả? Cho cục vàng nè. Nhiêu? 3 ngàn. Lấy mẹ 2 cây đi. Ừ đúng rồi đó. 6 ngàn. Cho mẹ nó có ăn mẹ nó ăn. Vừa còn dây luôn đây. Dẫn nó đi đi khỏi. Đi con mình đi mua gà lẹ đặng mình về nhà hé con ha. Ừ, đi. Nó bị ngứa. Nó ngứa nó mình nó quạo. Gù nước nước gù hả? Rồi, rượu trắng. Nhà mình có không? Mua miếng này là nhà có không có rượu hả? Đi. À, thôi vậy đi. Đi con. Đi, à, đi. Trời ơi, quay gì với gì qua phái lên ra điện thoại lắm. Dễ thương hết sức. Đi, thôi đi về nè, đi về. Đi về. Đi về bà Út ơi, bà Út ơi. Nè, nón này con lựa nón đi. Con thích cái nón nào? Nhiêu đây thôi không? Đẹp, con bé. Nó thích nón kết thì kìa. Nón này hả con? Nón này bự quá không? Cái này hả con? Ờ, cái này ha, để mẹ hỏi bà ha. Cái 2 tuổi. Lấy nón bo bằng gì? Lấy cái nón này xuống giùm cho nó, giùm em nha.
đội đó đi cho dễ thương. Nay mặc đồ đẹp quá à ta. Này kêu bằng gì con? Thì đâu nói gì nha cũng biết luôn. Màu này đi. Màu vàng đi. Có cái nơ sao đổi? Ừ đổi cho lên nghe nơ. Này thâu vô được mà ha nè. Cái này có thâu vô thôi. Vừa không vừa ha, hơi lỏng á. Lấy cái nơ ra thợ ghê chứ đổi nón đâu có đeo đâu nơ mang lấy nơ dạ, chị lấy có cái đâu vậy đổ chồng lắm Hana mua nón không bà cô chú ơi về mẹ không có chuẩn bị về mua tới nay mới mua được xin bay nữa hả con có rồi mà xin bay cái nào vậy đó không phải nó nói cái này bà ngoại nó mua cho nó rồi à. Cái nó nè giờ con lấy đôi này không đôi này mẹ thấy dễ thương nè hả con lựa đi cái này mẹ thấy đẹp nè Giang ngoại mua rồi lên đi con vịt vịt bự chân da là con vịt nó đẹp cái này đẹp nè cái này con thỏ nè vậy là nam mua dép không ha khỏi nam mua dép không ở đồn mua có quai nè hả không lại nó con muốn mua cái nào muốn mua cái này hả mẹ thấy cái này dễ thương sao con mua vậy nè ha nhìn nè ha cưng không cưng không hả nào, mua một đôi thôi con đâu con mang thử không chắc cái này chắc rộng với nó quá đây là nhầm đi vô trong đi con bà Vĩnh nha rồi để xuống đi vừa nè nè thấy không đụng đầu này đâu có nhỏ hơn cái nữa hả thôi vậy vậy không mua cái này mua cái này thôi vậy lấy cái này cho nó đi chứ này nghĩ chắc nó ấy hơn á Vĩnh nha Vĩnh dạ người ta thích cái nào mua cho nó kìa à, đó vừa không trời ơi lựa hay ghê trời cái đó mang là ấy là sao cái quai ấy là sao á tỏi quai không được tại nó lớn rồi dạ trời ơi người ta chịu cái đó mà đồ mua cái khác người ta đâu có chịu thấy không thấy chưa thấy người ta lựa hay chưa không phải chuyện đơn giản chứ mà giờ ông đưa tiền đội nón cắt luôn đi con ơi nó đội nực lắm khi nào đi nắng mình hả đội nha con nắng đội chứ giờ trong đây mình đội nóng lắm đẹp lên cho em coi bà chắc là vậy thôi hả cách giùm bà Út ơi chùa ghiên nè bà cô chú ơi ok Hana nè cô tội nghiệp với gái của mẹ đó nhà con ha giờ đang đây ghé mua cơm sườn nè ông bà cô chú ơi hồi nãy giờ đi mua đồ quá trời mà bé Na nó ngứa nó hơi quạo nên là lo cho nó không có quay cho ông bà cô chú coi sườn nướng con dây sách lên uống đi con uống đi à ngon không ngon con chị nào uống xong đưa bổ uống miếng nó đi con uống miếng nó đi rồi xong chưa rồi bổ qua bổ cầm cái bịch của Na giùm này bổ mua xong rồi dì cháu đi về bữa nay đi chợ vui quá trời vui luôn mà có cái nà nó hơi ngứa tội nghiệp nó ghê luôn á ngứa nó quạo thì cả nhà ơi hôm nay Châu qua nhà dì Út á thì Châu cùng dì Út đi chợ chợ này là chợ Tiên Thủy ở Bến Tre thì Út thường nhà Út thì hay đi chợ này nên hôm nay hai dì cháu cùng đi chợ vui lắm cả nhà đi lâu lâu đi chợ quê ở Việt Nam rất là vui luôn nhưng mà nó cũng hơi ồn đó Châu mong cả nhà thông cảm giúp Châu nha thì cái video của Châu tới đây Châu cũng xin tạm dừng xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ Châu.